Con muốn hỏi là trong mùa dưỡng y Cá Thi Ná, con có dự lễ chùa đó và có thỉnh một bộ y dâng cúng đến chư tăng chùa đó. Sau lễ thì nhiều y nên sư cô nói con thỉnh về để bữa sau dâng chùa khác, vì y ở ngoài bán quá mắc, còn thỉnh ở đó thì rẻ, vậy có được không? Thì nãy mới có một cô nói mấy câu hỏi mà sư nhắm nó kẹt quá không muốn trả lời thì nói như vậy nè quý vị. Đối với rất nhiều vị sư thì cái lễ dân y đó được xem là Tết của các sư, bởi vì đó được xem là cái nguồn thu nhập chính. Đương nhiên cái này nó không có đúng đúng với không đúng với luật nha, không có đúng nha. Nhưng mà với nhiều vị sư á, thì cái nguồn thu nhập của vị đó không có nhiều đâu. Và một chùa như vậy mà các sư thường có chừng 5-7 bộ y, một số chùa có được 5-7 bộ y là đã nhiều rồi quý vị, nhiều rồi. Ít chùa nào, chỉ có một số chùa mà được có phước nhiều thì mới được nhiều hơn thôi. Không tin quý vị lên Phước Sơn á, vì ngó Phước Sơn nó lớn vậy đó, thử hỏi mấy sư ông sư cái đó, có một mùa dân y mấy sư được bao nhiêu bộ, hình như được 3-4 bộ. Tại vì y nhiều nhưng mà tăng cũng đông, chúng cũng đông, cho nên là thành ra chia nhau ra thì ông sư không có nhiêu đó. Mà cái dịp lễ dân y là cái dịp lễ mà thu nhập chính của một số vị đấy. Mà bây giờ hỏi quý vị nè, ở sinh hoạt thời nay đó, cái gì cũng cần xài hết trơn. Rồi cái chuyện ăn uống sư không nói, cái chuyện khám chữa bệnh, cái chuyện đi lại, lên xe đi xe thì cũng phải tốn tiền à. Xin thưa với quý vị, bản thân sư mà sư đi giảng thì cũng tốn tiền xe chứ đâu phải là đi giảng không tốn tiền xe. Chừng nào có Phật tử họ thương họ cúng cho thì mình đỡ cái tiền đó thôi. Nhưng mà nói gì thì nói cũng không tránh được cái chuyện phải xài tiền. Rồi cái chuyện mà đi khám chữa bệnh thì chuyện đi khám chữa bệnh đó thì cũng phải xài tiền. Sư là nhờ á, là có Phật tử thương thì có khi là đi khám chữa bệnh thì Phật tử lo, Phật tử cho, Phật tử giúp. Chứ còn mà những cái vị tu sĩ mà không được ai biết đến, những vị ở trong chùa mà không ai biết tên, sư hỏi quý vị nè, ngay cả cái chùa Nam Tông, một số vị sư quý vị có biết tên các vị đó không? Quý vị có tiếp xúc với các vị đó không? Rồi những vị đó đi đi lại nè, các vị đó đi khám bệnh nè, các vị đó đi cần làm cái này cái kia, có ai biết đường đâu cúng? Rồi các vị đó thu nhập ở đâu, lấy chi phí ở đâu mà các vị đó sử dụng, ví dụ như bệnh hoạn hoặc đi lại. Đấy. Cho nên ở trong các mùa dân y thì đối với nhiều vị đó là thu nhập chính của các vị đó. Và bây giờ khám bệnh cũng cần tiền, đi lại cũng cần tiền, rất nhiều việc cũng cần tiền. Mà y thì nhiều rồi, không lẽ để gặm ăn à. Cho nên thì một số vị mới phải để cho Phật tử họ thỉnh lại những bộ y đó, rồi cúng dường lại cái phần tịnh tài, rồi vị đó có thể dùng cái phần tịnh tài đó để vị ấy trang trải cái cuộc sống tu hành. Đấy, cái đời tu bây giờ thì nó cũng không có như hồi xưa. Cho nên là sư nói là mong quý vị thông cảm. Theo luật á, thì đương nhiên là không có đúng. Nhưng mà cái đời sống nó có những cái nó tế nhị như vậy.